Xin chào bác, về hôm nay em lượng lai sấy một lắng bằng cồn các bác nhé. Lai này thì các bác có thể lượng bằng cồn này, bằng than hoa cho em, hoặc bằng lò vi sóng. Lượng than hoa là ngon nhất và chuẩn nhất. Nếu mà các bác không tiện thì các bác có thể lượng cồn như đây. Các bác lượng cồn thì các bác đừng 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 để sát quá, các bác để cao cho em, mà để sát quá nó sẽ bị cháy. Thì cái này lượng nó nhanh không mà. Thì mình sấy một lắng rồi thì nó cũng rất là nhanh. Sấy một lắng thì nó vẫn còn giữ được cái nước thịt rất là ngọt. Thì các bác đảo đảo cho liên tục. Đấy, các bác xem. Bác lửa bác để ý thấy cái nước thịt nó chảy ra cái là lưu ý được. Đừng lường chỉnh quá, lường chỉnh quá ăn nó sẽ bị giảm bớt cái độ ngọt của nó vì nước nó chảy hết. Và đâu cái loại mà làm để gác bếp thì không phải lường, nhưng mà ăn thì nó sẽ khô hơn, nó không ngọt bằng. Cái lường cồn này nó rất là nhanh. Lường ga thì ăn nó rất độc, không không nên lường ga. Lường cồn này tiện. Còn các bác nào có thời gian thì có thể lường than hoa và lường củi. Vì lửa củi là còn cũng có chút khói vào là ăn nó cũng thêm tăng lên cái vị thơm thơm. Đây các bác xem này, sắp chín rồi, sắp được. Đây em chỉ nướng hơn một miếng thôi. Bóc đầy một đĩa luôn. Thoải mái nhậu. Ba người hai người nhậu một chỗ này. Mà hạt ngoài rơi vào gần 2 lạng. 1 cân các bác lứa thoải mái luôn, ăn nhiều bữa, nhậu nhiều bữa. Các bác nhìn này, các bác nhìn dần em này, cái nước thịt nó chảy ra. Cái này bọn em ướp thì không 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 không, không, không cho dầu mỡ gì cả nhá. Ở đây là nước của thịt lai thì bọn em cắt khúc dày thịt là giữ được cái nước thịt. Khi mà gác bếp thì gác khoảng qua một 12 đến 24 tiếng thì lúc ý cái khói nó vào nó đen, nó sẽ giảm hết cái nước, nó giảm 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 đi cái vị ngọt. Thì lai này rất là ngọt, các bác lường đóng này nhậu như quên sầu. Thấy các bác nhìn thấy miếng này nó chín xèo 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 nước này. Đây tương ớt các bạn này, tương ớt là tương ớt em tự xay, không ăn tương ớt ngoài. Tương ớt tự xay rất là cay và thơm, đặc biệt nó rất là thơm. Đây chín thôi, đó khoảng 3 phút rưỡi thôi là được. Đây, xem đây, các bác có thể cầm tay hoặc là xe cầm kéo cắt. Đây nó làm còn rất là lòng nữa, em cắt ra cho bác xem. Xay tay không phải bác, trước khi bác ăn bác có thể lấy cái chày bác đập cho nó nhỏ ra, bác tơi ra thì bác xay tay đó. Thế đó này hoàn toàn chín đây này, nó nhìn này thịt không đỏ đâu nha, đường qua thôi là chín chín lưỡng chín tái cũng đều tái tái tới thôi đó. Tới là nó còn rất là nhiều nhiều nước trong thịt, nó rất là ngọt. Em thử miếng cắt làm miếng. Bác đây muộn tí, muộn tí bác xé bằng tay, bác lóng hay không không xé bằng tay, bác bỏng tay lóng. Đây bác xem này. Đấy. Thịt chín tới luôn, trắng. Ở trong. Rồi em xin chấm miếng. Chấm được ớt này luôn. Em mời các bác nhé, làm miếng. Em các bác. Càng nhai càng ngọt đúng không ạ? Có nguyên nguyên cái mùi thịt lai luôn. Tại vì em không tẩm ướp nhiều gia vị. Em này muốn để nguyên gần như để mộc luôn. Thì ăn mới cảm nhận được cái vị ngọt của thịt lai và cái độ thơm của thịt lai. Hay bác nào mà có nhu cầu mà nhập thịt lai các bác bảo alo em đặt trước cho em nhé. Thịt lai rừng.
rừng nào đó nhé. Em xin chào bác.